Xin chào quý vị đã quay trở lại với Happy Home TV. Hôm nay mình xin giới thiệu cho quý vị một căn nhà độc lập thuộc khu tái định cư Đồng Hòa 1, nằm ngay gần bến xe Niệm Nghĩa, cách mặt đường Trường Chinh 200m. Trước khi đến với thông tin chi tiết, các bạn hãy bấm đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật được nhiều thông tin sản phẩm nhà đất đẹp, giá tốt tại Hải Phòng nhé. Chúng ta đang được nhìn thấy mặt tiền ngôi nhà với thiết kế hiện đại, cấu trúc 4 tầng độc lập, nước sơn trắng điểm thêm màu ghi, tăng sự sang trọng, nổi bật cho ngôi nhà. Đường vào căn nhà rộng 7m, vỉa hè 3m, cây cối xanh tươi. Đứng đây tôi thấy vô cùng thoáng mắt, không khí trong lành, một thiên đường lý tưởng. Bây giờ cùng mình đi vào tham quan chi tiết căn nhà nhé. Căn nhà diện tích 40m², diện tích sử dụng lên đến 160m², xây dựng với móng ép cọc bê tông cốt thép chắc chắn. Có thể qua xem thực tế để biết thêm về chất lượng. Mặt trước nhà đã bao gồm cửa cuốn điện, thêm cửa kính cường lực 4 cánh. Phòng khách căn nhà được bố trí một bức tranh đá to, mát mắt. Chân nhà được thiết kế tỉ mỉ, với màu xanh nổi bật là điểm nhấn của căn nhà. Pháp lý căn nhà gồm sổ đỏ chính chủ, giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế. Nhà xây hướng Tây tứ trạch nhé quý vị. Đi sâu hơn vào trong là gian bếp rộng rãi, với tủ bếp làm nhựa cao cấp, tông màu sáng nổi bật. Dưới tầng 1 còn được bố trí thêm một nhà vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt gia đình đông người. Cầu thang được bố trí ngay chính giữa ngôi nhà, với chất liệu kính cường lực, tay vịn gỗ, đá cầu thang cao cấp. Mình dắt bạn lên tầng 2, lên tầng 2 mình xem ngôi nhà tương lai nhé. Cấu trúc tầng 2 bao gồm 2 phòng ngủ lớn, một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh sáng láng, thiết bị đều của hãng Toto. Cửa phòng ngủ làm bằng chất liệu nhôm Việt Pháp. Chúng ta cùng tiếp tục lên tầng 3 nào. Tầng 3 với cấu trúc tương tự tầng 2. Phòng ngủ được bố trí cửa sổ to, view đẹp, hút ánh sáng tự nhiên. Với nhiều phòng ngủ như này, rất lợi thế cho gia đình nào có nhiều thế hệ. Xung quanh khu tái định cư an ninh rất tốt, dân cư đoàn kết, đông đúc. Gần ngay chợ Đầm Chiều, bán kính chỉ đi chợ mất 3 phút, bệnh viện Nhi Đức mất 3 phút, trường học mất 3 phút, bến xe Vĩnh Niệm mất 5 phút, ngã tư quán chữ mất 3 phút, rất thuận tiện. Lên tầng 4 với thiết kế bao gồm phòng thờ, ban công thoáng mát. Đúng là không có sai khi nói nhà cao thì mát, với ban công này sẽ là nơi thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Đối diện phòng thờ là sân phơi, từ đây bạn có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố, thật tráng lệ. Khung sắt đỡ chắc chắn, an toàn cho nhà có trẻ nhỏ. Như vậy, quý vị vừa cùng mình tham quan hết căn nhà, thật tuyệt vời phải không? Với diện tích 40m², xây dựng 4 tầng, đường vào rộng rãi, lại ngay gần mặt đường Trường Chinh, cách viện Nhi Đức 500m, mà giá chỉ có hơn 2 tỷ đồng, một mức giá không thể mong chờ hơn. Đến đây xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị yêu thích căn nhà hoặc cần thêm thông tin gì, thì xin liên hệ theo số hotline của chúng tôi 0825 257 666 hoặc 02253 513 666. Xem nhiều sản phẩm hơn tại website happyhomehaiphong.com. Nếu thấy video hay, bổ ích, mời quý vị bấm đăng ký và bật chuông thông báo kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Happy Home, nơi hạnh phúc trở về.